Ok, rất vui ông tài giả Phong Hòa xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang đứng thuộc mặt biển Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vậy nha. Hôm nay em có một căn nhà cấp 4 nha anh chị. Đó, ngang là 64 anh chị nha. Đó. Sâu là 7 m nha anh chị. Đó, phía sau là có mặt tiền đường nữa anh chị nha, hai mặt tiền đường anh chị nha. Đó, thì cái này là hiện tại là full thổ cư luôn, tổng diện tích là 43 mét vuông anh chị nha. Đó. 43 mét vuông full thổ cư nha anh chị. Nhà hiện tại sửa sang lại rất là đẹp, chỉ rộng vào ở thôi anh chị nha. Mặt tiền biển rất là mát mẻ anh chị nha. Nè, đó, bên này là có hôm thay nghỉ dưỡng nè. Đó, ha. Xe khách xe đồ lưu thông nườm nượp nha anh chị. Khu này đã bán hào, bán hải sản nhiều lắm anh chị nha. Đó, nhà mình là sửa lại mới cho luôn này. Đó, nhà lầu xe hơi, nói chung là nhà này, khu này, khu vực này là xây dựng thoải mái anh chị nha. Đó, cao 4-5 lầu luôn nha anh chị. Đó, vị trí của mình là đi biển Hồ Tràm, đi khoảng độ tầm 10 km, là biển Long Hải đi khoảng độ 5 km nha. Đó, về lăng rừng khoảng độ 1,5 cây số anh chị nha. Đó, anh chị nào mà thích mặt biển nghỉ dưỡng thì liên hệ cho em nha. Đó, giá chủ bán chỉ có 2,9 tỷ thôi. Đó, 2,9 tỷ là anh chị sở hữu ngay căn nhà mặt biển, nhà mới luôn anh chị nha. Đó, bán biển hiện nay là nước biển là trong xanh mát mẻ cực kỳ nha anh chị. Biển này là tắm thoải mái anh chị nha. Còn ví dụ như anh chị không tắm đây thì lên biển bãi biển cộng đồng tắm nha anh chị. Đó. À, để em quay sơ cái sổ cho anh chị xem nha. Đó. Đó, thửa đất số là 538 tờ bản đồ số 46, diện tích là 43 mét vuông, sử dụng riêng, đất ở tại Âu Thị hết anh chị nha. Đó, đường là đường Trần Hưng Đạo nha anh chị, mặt biển luôn anh chị nha. Rồi, anh chị nào mà thích thì liên hệ cho em nha, giá là 2,9 tỷ anh chị nha, dọn vào ở ngay nha anh chị. Rồi, hẹn anh chị video.